sao đó cũng là nhà đối với ta. Mà mọi nơi chứa chung trong tim nàng quá xa lạ. Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu. Mà giờ anh chạy theo em lên. Má ơi! Má! Nếu như ta là doanh nhân, âm nhạc là cái business. Đi giao hàng! Gì? Đi giao hàng! Lấy hàng gì em? 0603. Thôi đây nè. Rồi đây. Đi em ơi. Rất là mới của cái dòng GBZ đó chính là GB0603. Hiện tại trên thị trường thì con này cũng chưa ai review. Bây giờ mình sẽ là người review đầu tiên luôn. Rồi. Thì ok. Đây. Đầu tiên mở ra là phải thấy cái lo rồi. Tại vì mấy con này cái lo bự nhất mà. Cái con này mấy mít anh ơi? Con này thì dĩ nhiên là 2 mít rồi. Nó rất là nặng luôn á. Nó rất là nặng luôn. Để coi bên ngoài nó ghi bao nhiêu ký nè. Trời. Em tin không? Con này 6 ký rưỡi lận. 6 ký rưỡi lận. Hàng gì cầm rất là nặng. Rồi. Đây là bộ sạc, remote cũng như là dây đeo. Đó. Thì anh chỉ thích sách thôi, anh không thích đeo. Cục sạc. Hai cái mic. Có lấy thế. Hết tiền rồi, sếp đi bắn rồi. Đây. Một cái. Mở cụ mic ra được không anh? Được chứ em, xíu từ từ. Rồi, thì cái con này để anh nói sơ sơ ha. Thì cái con này nó đã có màn hình này nè. Nó không giống như mấy con 109 hay 108 hồi xưa là không có màn hình, chỉ có nút bật lên thôi. Còn con này là bắt đầu có màn hình rồi. Đây, hai cái mic nhìn khá là đẹp. Hồi nãy em muốn coi củ mic phải không? Đây. Đây, củ mic đây. Nhìn cũng khá ok đó. Trong tầm giá thì cái mic như thế này là quá ok rồi. Bây giờ nói chuyện cái mic cũng nhiều rồi. Phải không? Thì bây giờ lấy cái lo đi. Đây. Xé ra luôn. Không ngờ con nhỏ như thế này mà tới 6,5 kg luôn. Rất là nặng luôn. 6,5 kg. Rồi, em về đây. Thì ở đây nó sẽ có màn hình. Thì cái phần này hầu như là đều y chang mấy con đời trước như 109, 108, 106. Cái màn hình này đều y chang hết. Khác là khác bên trong phần cái lo này thôi. Thì anh thấy đây là hai lo, một lo bass. Cái này bass cỡ khoảng 20, bass 20 với lại một chép trên đây là hai lo. Cái mẫu này làm cái vỏ bên ngoài rất là đẹp, dán đề can giả gỗ. Và đặc biệt hơn là những cái đời trước không có được, đó chính là cái lỗ mà để chúng ta để mic như thế này. Những đời trước không hề có luôn. Cái đời mới nhất bây giờ nhà sản xuất như là anh nhận biết là bắt đầu có sự hiểu khách hàng hơn, làm thêm hai cái đầu để mic rất là đẹp. Quay sách à, cũng như là nó có thể cài cái sợi dây này vô nè. Cài cái sợi dây này để chúng ta đeo. Rồi, trong bình thì nó có thêm một cái sợi dây 3.5 để mà chúng ta có thể lấy nhạc khi mà không có sử dụng đến Bluetooth. Hả? Đây, không lấy nhiều nữa. Thử lo thôi. Hát em nghe bài đúng không anh? Ok. Em nghe bài gì em? Bài gì tùy ý anh thôi. Okay, bây giờ nó là GBZ BT nè. Kết nối. Lá nhá gì lên chia. Rồi. Em nghe rumba đây ha. Cha nè. Nghe yeah, âm thanh nó nét, nó không có lớn nhưng mà âm thanh nó nét. Nghe cái nào ra cái đó. Bát ra bát, chép ra chép. Dặn bát chưa, dặn bát chưa? Rồi.
nha. Không khi nào được rơi xuống đông, mà giờ anh trách theo em nên ta đành phải buồn sầu. Giờ sao đã số đêm cho ta quên ngày đang ngủ bù, rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chẳng khi xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn mãi với người thôi. Nàng giờ ta chỉ trinh bao năm không có ngày trở lại, nàng còn người ở bên trong lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta mãi luôn giữ lại. Hình dung em vẫn đi theo ta suốt hết cho đường dài. Ở cái mic này nó bắt hơn so với mấy cái mic này lấy chính trước rồi. Đáo dương cao hướng về nơi trước ta, chẳng làm ta bất an như khi ta ở trong mảng nàng. Đồi đồi trời cao chứng giống nghèo ngào giữa núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tim nàng đã theo trông. Vì dòng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta, mà mọi nơi chú chứng chung đêm nàng quá sắp xa lạ. Giọt lệ nằm nhí không khi nào được rơi xuống đông, mà giờ em thích theo cho nên ta lại phải buồn sầu. Dù sao đời số đêm cho ta quên ngày tháng ngủ, rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chẳng khi xưa ta đã đôi những lời, dù ngày sau có xa sao ta vẫn mãi bên người thôi. Nàng sợ ta chiến tranh mỗi năm không có ngày trở lại, nàng cần người ở bên trong lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chỉ khác nhau cha ta vẫn luôn như lời. Rồi, thầy mình cũng kết thúc video tại đây luôn. Thì cái này là bà con nào mà phải kêu là muốn tới trực tiếp thì hãy đến đây. Địa chỉ và lại thông tin chi tiết mình sẽ để dưới phần bình luận nha.